Hello, chào các bạn nhá. Đấy. Hôm nay mua mấy cái tỏi chó này. Thì ngày hôm nay chồng mua tỏi chó về nhất rồi. Thấy chưa? Đấy. Quá giận. Mà hôm nay đang bị khan cổ. Nói nghe nó khó nghe. Đấy. Đấy. Về mua thì chó rồi bà lại dán thêm miếng nem. Đấy nha, con mua thêm 2 bát tiết để đánh này. Nóng à? Nóng được. Lâu lâu lạnh rồi thì ăn miếng thịt chó nó mới ngon. Đấy, bây giờ vợ mình đang đoán nha. Chỗ Tài đánh tích canh chó xem nào các bạn. Chưa đánh bao giờ. Ôi, nghe đầy nước quá. Một cái này một tiết hai nước. Nó cho nhiều gì quá, nhiều tiết mình đánh tí lại thừa. Kệ, bao giờ nó cho nhiều tiết. Đấy. Cho ngầm gặp cái đấy là được. Đấy. Làm tí rượu dừa thịt chó này. Rót ra đã thơm. Cái cảnh đồng. Quá đồng. Tỏi chó đấy. Món nem. Mời cả nhà ăn cơm cùng gia đình nhá. Năm món quá. Này chắc chồng lấy đường. Mời các bạn nha. Em ăn cái này rồi em muốn chấm chấm. À đâu một cắt. Ăn cái quế còn để. Cắt bỏ ra cháu. Cắt ít một thôi này. Cắt bỏ ra. Làm thế nó vỡ ra hết thì ngâm. Cái nó dai không? Dài. Dài mẹ ăn. Đấy. Chưa bao giờ được cầm cái đùi tỏi chó này ăn. Hôm nay em được ăn một lần. Ngon quá, cái to này. Cho em ăn nữa hả? Đây là em ăn thịt. Bố không ăn cái này. Ngon quá. Dạ bà để tí rồi. Thôi bà đi, đây, thì đây rồi. Bà đi, anh ăn thịt nào. Anh miếng thử thịt sao. Cầm cái đùi gắn một gắn một để chụp, để chụp. Ngon quá. Mày ăn. Cả một cái tỏi các bạn. Ăn như này quá ngon. Bán đi hủ, đây kia đây rồi. Bán cái này nó mềm. Cái này nó mềm hơn. Đã thật đấy. Ăn đây nào. Quá ngon. Các bạn, ngon quá. Thịt nó mềm thật đấy. Hai mẹ con mỗi người một cái. Chưa bao giờ được ăn cái đùi, cái tỏi như này. Tỏi chó. Vâng. Ngon lắm.
qua gần hết rồi. Mềm mà ngọt con nhỉ. Chả ăn nữa không? Đây, từ nãy giờ ăn quên cả con này. Ăn không con? Đây, tôi giờ gặp nên quay nào. Đây, bây giờ bố chị. Ăn. Bóc hết cả đồ cả thịt. Mẹ con mềm thật. Mẹ con cho thịt chó vào xong rồi lấy. Đấy cũng được. Gặm hết còn cái gì luôn. Còn tôi. Đã đời ăn này, đã đời ăn các bạn, ngon quá, giòn hết. Có đỉnh nhỉ. Các bạn ơi, cái cành chó quá đỉnh luôn, đạt chưa? Tự tay đánh. Ôi già, đông như thạch nhỉ. Ngon lắm. Giòn lên thịt. Nó có màu của nó lại không? Nó có màu không? Nằm. Màu có màu không mà. Nè. Nè rồi. Nằm trước luôn. Quá. Thế cho con. Xong rồi. Thế cho con bún. Nó là bún. Ủa con ăn cái con này. Ngon quá. Ngon. Mua lại cái canh khác nhỉ. Cái canh vịt này khác. Uống một mình mãi không mấy tí rượu. Quận này cũng ngon. Thịt chó chấm một canh. Không mà được nước mắm đâm ra cái gì cũng cho một canh. Đấy, món nem này quấn một canh. Đấy. Đấy, mời cả nhà nha. Thử miếng tiết canh xem cái canh này hôm nay là vợ đánh làm ra có biết là như thế nào. Đông thế. Ngon. Đấy. Là miếng nữa. Ai mà vợ gầy. Ở nhà đấy. Làm gì mà gầy. À đang có bầu á. Dạ. Vợ này không gầy. Ngon. Đấy. Ăn tiết canh thì phải ham tí rượu. Chà đang dưới hưng. Chơi cả đĩa luôn các bạn. Cái xìa này bé quá khó xúc. Hát gì ạ? Bước đầu. Phải ăn miếng to thế mới đã. Làm miếng tiết canh nữa này. Ngon. Có mỗi hạt để cho mà ăn. Chỗ nhà thực chất đấy là làm gì đó. Đấy. Mỗi người ăn một cái tỏi đâm ra, cái thịt này đâm ra ế. Mỗi mình ăn cái này. Đấy, mình cũng xin kết thúc video đây nha. Hẹn các bạn video lần sau nhé.
bạn xem nhớ ai ủng hộ kênh Trung Nghĩa nhé. Xin chào cả nhà nhá, hẹn các bạn video lần sau nhé, ủng hộ cho anh Trung Nghĩa nhà mình nhá.